Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trao đổi với nhau một vấn đề, đó là lấy cái cá biệt để mà đánh giá cái bản chất. Đây là một cái chiêu trò nhằm đánh lừa dư luận, đánh lừa quần chúng để xuyên tạc và bịa đặt, cũng như là đánh phá chế độ, cũng như đánh phá đảng và nhà nước ta. Hôm nay tôi sẽ cùng trao đổi với các bạn mấy cái ý kiến như thế. Các bạn chờ chút nhé. Vâng, thưa các bạn, khoảng từ sau năm 1975 thì một cái làn sóng di cư khỏi Việt Nam, đó là một cái làn sóng do việc tuyên truyền chống cộng, cũng như là những cái người thua trận họ mất đi cái quyền lợi chính trị của họ ở cái chế độ mới, cũng như là cái việc mà họ đã có những cái tội ác với nhân dân trong quá trình mà họ tham gia vào cái bộ máy cai trị mà của Mỹ, có nghĩa là họ tham gia vào một bộ phận, một cái bộ máy cai trị của Mỹ để đánh thuê, làm thuê cho Mỹ, đó là chống cộng thuê cho Mỹ. Thì sau khi đất nước thống nhất, chính quyền mới bắt đầu làm cái nhiệm vụ của mình, thì những con người đó gần như mất đi tất cả những quyền lợi mà trước đó họ có. Ở trong đó có những người là những người công giáo, trong đó có những người là quân lính, sĩ quan, quân đội của cái thể chế đánh thuê Việt Nam Cộng Hòa, và một bộ phận khác đó là thân nhân của họ. Bên cạnh đó thì người dân Sài Gòn, người dân miền Nam trong suốt thời gian cuộc chiến của Mỹ và Việt Nam, thì họ được tuyên truyền rằng là chế độ cộng sản hà khắc, khắc nghiệt, thậm chí là có sẽ có khả năng đó là tắm máu nếu như họ tấn công và họ thống nhất được đất nước. Điều đó làm cho một bộ phận người dân ở miền Nam trong thời điểm đó, nhất là những người có của cải, những người đi lính, những người làm việc cho cái bộ phận bộ máy đánh thuê đó, bộ máy đánh thuê Việt Nam Cộng Hòa, họ cảm thấy lo sợ, có nghĩa là trước khi cuộc chiến kết thúc họ đã rời khỏi Việt Nam, hoặc là sau năm 1975 thì cuộc sống khó khăn vì Việt Nam bị cấm vận rất là nhiều, do đó cho nên một bộ phận người cũng rời khỏi Việt Nam mang theo gia đình cũng như là rất là nhiều, bây giờ họ đi bằng nhiều cách, có người được đi theo diện HO1, HO2, HO3, có người thì được thì lại vượt biên bằng mọi cách. Đó có nghĩa là ở đây chúng ta thấy có một điều, đó là việc họ, những cái con người đó có mối hận thù với chế độ mới, với nhà nước Việt Nam chúng ta hiện tại, là cái việc mà chúng ta đã khẳng định, vẫn đã xác định được kẻ thù của chúng ta, và họ cũng xác định làn ranh quốc cộng của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua. Do đó cho nên nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã đưa ra một cái tấm vé thông hành và sự đảm bảo đối với những con người đã rời khỏi đất nước và chưa hiểu gì về đất nước, cũng như là không hiểu chế độ mới hiện tại như thế nào, rằng là nhà nước Việt Nam luôn chờ đón họ quay trở về. Và một điều nữa đó chính là thông qua nghị quyết 36, người ta muốn hòa hợp lại, có nghĩa là chúng ta không còn làm ranh quốc cộng nữa, và đó cũng là cái điều để giúp cho cái tinh thần đoàn kết dân tộc chúng ta được thực hiện. Đó là tính nhân văn của nghị quyết 36 mà tôi đã nói với các bạn nhiều lần, và hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc một cái vấn đề khác.
đó là cái việc mà sau khi họ sang Mỹ, sau khi họ sang châu Âu, sau khi họ sẽ rời khỏi Việt Nam, thì cái việc đầu tiên mà họ làm đó chính là phải chống phá lại nhà nước Việt Nam. Đó là bằng mọi cách, bằng việc tuyên truyền, bằng việc vận động, quyên góp để mà có được một cái nguồn thu lớn, thậm chí là tuyên truyền trong người dân Việt Nam ở hải ngoại là không được gửi tiền về Việt Nam để làm Việt Nam giàu mạnh, không được đi du lịch Việt Nam để làm lợi cho Cộng sản, không được làm bất cứ điều gì có lợi cho Cộng sản cả. Thì chính những cái điều đó mà trong suốt bao nhiêu năm qua, cái việc tuyên truyền xuyên tạc về cái bản chất của chế độ và nhà nước Việt Nam chúng ta, nó luôn luôn được thực hiện và thể hiện. Ví dụ như họ cướp nhặt ở nơi này nơi khác một cái hoạt động vi phạm pháp luật của một vị quan chức nào đó, hay là một cái hoạt động việc làm sai trái của một quan chức nào đó, của một đảng viên nào đó, hay là một hoạt động của đảng nhà nước mà nó chưa có được tốt, chưa được chuẩn mực, thì họ quy ra cái đó chính là bản chất của chế độ. Và cho nên là chúng ta thấy rất là nhiều cái việc tuyên truyền, và nhất là ở Mỹ, ở các nước châu Âu, những người Việt ở đó họ gần như là không xem các kênh truyền thông của Việt Nam, bởi vì họ cho rằng là truyền thông Việt Nam là truyền thông nhồi sọ, truyền thông có định hướng do được kiểm duyệt. Thế nhưng chúng ta thấy một điều rất là hay, đó là chính bản thân các nguồn truyền thông ở tại hải ngoại cũng được kiểm duyệt. Có nghĩa là họ duyệt tất cả những thông tin ở Việt Nam, thông tin nào bất lợi cho Cộng sản sẽ được đưa lên truyền thông ở hải ngoại, và thông tin nào không có càng bất lợi cho Cộng sản bao nhiêu thì sẽ được đưa lên, còn những thông tin nào tốt đẹp cho nhà nước Việt Nam bao nhiêu thì nó lại giấu đi. Chính vì điều đó cho nên là ở người dân hải ngoại luôn đánh giá bản chất của nhà nước Việt Nam luôn xấu, bởi vì họ chỉ nhìn thấy những cái điều sai lầm, những cái sai trái, họ chỉ thấy những điều xấu ở Việt Nam, bởi vì họ cướp nhặt. Những cái cơ quan truyền thông ở hải ngoại họ cướp nhặt những việc xấu ở Việt Nam. Trong cái hoạt động 90 mấy gần 100 triệu dân hiện tại, thì mỗi ngày ở mỗi địa phương đều có những cái điều sai quấy của quan chức, có những quan chức tham nhũng, tham ô, cửa quyền thấp dịp theo những quan chức làm việc bậy, việc xấu. Thì tất cả những cái đó họ cướp nhặt lại và quy cho cái đó gọi là bản chất của chế độ. Cái điều đó nó xuyên suốt trong suốt mấy mươi năm nay, hơn 43 năm nay nó đều như thế. Và có một điều rất là hay, đó là Internet ở tại Hoa Kỳ, ở tại các nước châu Âu phát triển rất sớm và rất mạnh. Và chỉ khoảng Việt Nam chúng ta trong khoảng gần 20 năm nay thì Internet mới bắt đầu đến với Việt Nam. Và các bạn thấy đó, có những thời gian đầu khoảng từ khoảng năm 2004-2005 thì các cơ quan nhà nước cũng như là các ủy ban cấp xã thì đã có những máy vi tính rồi và được kết nối Internet rồi. Tuy nhiên thì thậm chí các bạn biết là các cái cơ quan nhà nước ấy, có một số nơi họ vẫn quen dùng máy cơ để đánh chữ, máy đánh chữ, chứ họ không dùng cái máy tính để họ đánh chữ. Có nghĩa là cái trình độ về Internet, về tin học rất là kém, mà sau này người ta mới đi tập huấn, mới đi học và mới biết sử dụng Internet tốt hơn. Đó là một cái sự bất lợi, một sự bất lợi cho chính cái nhà nước Việt Nam, bởi vì ở ngay tại hải ngoại người ta đã dùng Internet để gửi thư, để tuyên truyền chống cộng, chống nhà nước Việt Nam rất lâu, trên các diễn đàn như cà phê, tất cả những bon thoát của các nước ở hải ngoại đấy, thì nó luôn luôn tổ chức những cái diễn đàn chống cộng, những tờ báo điện tử chống cộng là đã mấy mươi năm nay, hơn 20 năm nay nó đã hoạt động rất mạnh. Và thậm chí là cho đến giai đoạn cách đây khoảng chừng hơn 10 năm thì các hoạt động đó lại càng mạnh mẽ hơn nữa, bằng việc sử dụng Internet nó đã tuyên truyền vô giới trẻ ở Việt Nam, tuyên truyền vào trong cái nhà nước Việt Nam, tuyên truyền vô cán bộ công nhân viên chức, tuyên truyền những người sử dụng Internet. Và họ tuyên truyền rằng ở nước Mỹ là một thiên đường, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của nước Mỹ và đưa những hình ảnh yếu kém ở Việt Nam ra để so sánh. Và nó tuyên truyền nhất là những người không đủ bản lĩnh chính trị, không có thông tin, thì tất cả những người đó luôn luôn là những cái đối tượng dễ bị tác động và dễ bị thoái hóa và biến chất. Chính vì điều đó cho nên là gần như là trong suốt mấy mươi năm nay, việc tuyên truyền chống cộng, chống nhà nước Việt Nam ở trên không gian mạng, việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc
của phía nhà nước Việt Nam cũng như là của nhân dân Việt Nam đối với không gian mạng là gần như là rất yếu kém. Nhưng mà ở phía ngược lại thì ở những người hải ngoại lại sử dụng Internet để đấu tranh và chống lại Việt Nam lại là gần như là một mình một trời. Do đó cho nên là khoảng những năm gần đây thì mạng Internet ta ngày càng phát triển và gần như là nhà nào cũng có cái đường line Internet, và nhất là trước đây là sử dụng cáp đồng, bây giờ là tất cả đều chơi cáp quang hết rồi. Cho nên là cái việc sử dụng Internet ngày càng tốt. Do đó thì chúng ta thấy rất rõ rằng là khi các phản biện xã hội từ phía những người dân được phát lên và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc từ hải ngoại, từ các thành phần chống cộng cực đoan, thì chúng ta đều thấy rằng là ngay lập tức, lúc đầu thì họ cảm thấy sốc. Họ cảm thấy sốc và họ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là gán ghép những từ ngữ như dư luận viên, như là những người bưng bô cho đảng Cộng sản, rồi miệt thị những cái người đấu tranh trên mạng xã hội. Có nghĩa là khi tôi lên tôi thấy có vấn đề sai trái, tôi nói cho đúng lại, thì luôn luôn bị chụp mũ rằng là lãnh lương nhà nước, lương tháng 3 triệu 3 củ gì đó. Hay là họ tìm cách để hạ bệ tiếng nói của những người dân yêu nước tự phát đấu tranh ở trên mạng xã hội. Chính vì cái điều đó mà các bạn thấy được rằng là lúc đầu thì họ hoang mang, họ không biết đấu tranh như thế nào với các nhóm người này, bởi vì nó đơn lẻ. Và ngay cả cái việc của những người tự nguyện tự giác tham gia mạng xã hội và đấu tranh để chống các luận điệu xuyên tạc, những người dân tự giác và tự phát thôi cũng có những cái nhu cầu liên kết với nhau thành những cái nhóm, thì qua đó đã tạo nên một cái sức mạnh rất lớn. Chúng ta thấy thời gian vừa qua là các nhóm cờ đỏ ở miền Trung, ở Hà Nội, cờ đỏ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng đã hoạt động rất tốt trong cái việc đó là tuyên truyền cho người dân hiểu về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, và thậm chí là các cái luận điệu sai trái xuyên tạc bịa đặt về các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và bôi nhọ lãnh đạo lãnh tụ của Việt Nam. Thì chính vì cái hoạt động hiệu quả của các nhóm cờ đỏ đã đẩy lùi được những cái kẻ lợi dụng tôn giáo để đánh phá, những kẻ bị thoái hóa biến chất đang chống phá đảng nhà nước cũng bị các nhóm cờ đỏ lôi ra ánh sáng bằng các bài viết để vạch mặt, bằng các cái việc tuyên truyền, bằng việc là nói cho người dân, nói cho những cộng đồng mạng xã hội hiểu được rằng là cái chủ trương nhà nước như thế, và các đối tượng phản động nó đã lợi dụng như thế và nó nói xấu như thế, nó làm nói sai sự thật như thế, và các hiệu quả đó đã rất được lan truyền đi và rất hiệu quả, đã tạo điều kiện cho đảng và nhà nước xử lý rất nhiều vụ việc đó các bạn thấy. Do đó thì tôi nói với các bạn là sau đó thì tôi thấy rằng dần dà các nhóm chống cộng hải ngoại nó bắt đầu len lỏi và tác động vào các nhóm cờ đỏ. Đó là đầu tiên, đó là nó giả vờ như là đồng cảm mà muốn quay về, và theo thân dạng như thông qua nghị quyết 36 muốn quay về với đất nước. Cho nên là nó dùng tiền, đó là tôi gửi những bạn trong các nhóm cờ đỏ, tôi gửi bạn tiền để bạn có thể trang trải cuộc sống, tôi gửi bạn tiền để thế này thế khác, thậm chí là tất cả các nguồn tiền đó chúng ta đều có thể có những cái nghi ngờ, cũng như có những cái chúng ta có thể khẳng định rằng nó thuộc các nhóm chống cộng hải ngoại gửi về. Thời gian vừa qua thì chúng ta thấy có một nhóm người luôn len lỏi vào các nhóm cờ đỏ, và khi họ vào các nhóm cờ đỏ là các nhóm đó tan rã, và nó đều liên quan tới vấn đề là tiền. Nghĩa là khi cái đối tượng này mà tham gia vào nhóm cờ đỏ, như vị kênh truyền thông Việt Vision ở cờ đỏ miền Bắc, là khi đối tượng này tham gia thì nhóm cờ đỏ miền Bắc gần như tan rã, các thành viên trong nhóm Việt Vision mất đoàn kết. Khi tham gia vào các nhóm cờ đỏ ở trên mạng xã hội như nhóm Chùm Máu Lạc Hồng, nhóm Việt Nam Cờ Đỏ Sao Vàng, thì các nhóm đó cũng tan rã, cũng đối tượng đó. Và khi chúng ta thấy cái việc cờ đỏ miền Nam có sự phân hóa và tan rã, như một số bạn ở trong cờ đỏ miền Nam đã không còn tham gia hoạt động sinh hoạt nữa, thì cũng chính đối tượng đó có mặt ở đó. Nghĩa là chúng ta thấy được, ngoại trừ việc hiềm khích cá nhân với nhau vì không được lãnh đạo nhóm, vì tị nặng nhau, có nghĩa là những cái cá nhân với nhau, thì bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là song song với cái việc các nhóm cờ đỏ trong cả nước bị phân hóa, bị tan rã,
ở một phần nào đó chúng ta thấy có một số đối tượng rất cụ thể tham gia và tác động bằng tiền ở đó. Đó là cái việc mà tôi cũng như những người khác nhìn nhận thấy và đấu tranh với đối tượng đó. Đó là việc chúng ta thấy. Cái thứ hai đó là cái về cái chúng ta nói cái bản chất của các đối tượng chống cộng cực đoan là không thay đổi. Các bạn thấy thời gian qua một số người ở từ hải ngoại về, có nghĩa là họ bề ngoài thì nói rằng là muốn hòa hợp hòa giải với đất nước, muốn hòa hợp hòa giải với các nhóm, với nhân dân trong nước, với Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hòa hợp lại, muốn xây dựng đất nước. Nhưng bên cạnh đó thì họ len lỏi vô trong đó những cái quan điểm, những tư tưởng ủng hộ và cổ suý những cái hoạt động, cái công nhận cái thể chế chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể chính quyền, với mong muốn là thông qua đó sẽ đánh giá lại, xét lại lịch sử, đánh giá lại vai trò và vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Và chính cái việc này đã chúng ta thấy rằng là cái bản chất chống cộng của những người hải ngoại đã dù có nghĩa là bao nhiêu năm nay họ vẫn không thay đổi, và gần như là họ lợi dụng nghị quyết 36 để họ về nước, để họ có những cái hoạt động chống phá ngày càng mạnh hơn. Đó là cái việc mà tôi muốn trao đổi các bạn. Và nhân cái sự kiện mới đây, có nghĩa là trong cái trong cách đây khoảng 2 ngày thì nhân một cái đám tang của một ông cụ, thì trong đó vì bức xúc một cái vấn đề nào đó mà một số Facebooker từng tham gia các nhóm cờ đỏ, một số Facebooker tham gia các nhóm cờ đỏ đã có những cái bức xúc, nói lên cái bức xúc cá nhân của mình. Thì ở đây chúng ta thấy cái những cái bức xúc đó là thuộc về cá nhân. Tuy nhiên một số đối tượng lại lợi dụng vào cái việc bức xúc của một cá nhân với một cá nhân, thì lại biến cái bức xúc của cá nhân đó thành cái đạo đức của các nhóm cờ đỏ, với cái mong muốn hạ bệ uy tín và danh dự của các nhóm cờ đỏ. Sau đây mời các bạn xem một số hình ảnh liên quan tới cái những cái tao túc như thế. Các bạn có thể xem ở đây có một cái tao túc, đó là chả biết phải ăn bả hay được hưởng cái gì mà anh bạn cờ đỏ này đặt hà lùng với Ngô Ngô Mai ngang với toàn dân hải trời. Người dân Việt Nam mà như các vị thì có mà dân tộc này mạt kiếp từ lâu rồi. Tôi nói với các bạn, trong cái tao túc đó nó có hai cái điều mà tôi cho rằng là nó trái ngược nhau. Thứ nhất, các bạn thấy là cái tao túc đó nó ghi rằng là hai người đại diện cho cờ đỏ kia không thể nào đại diện cho nhân dân được. Chính tao túc đó nó ghi như thế. Nhưng mà nó lại đánh cháo khái niệm rằng nếu như hai người kia không thể đại diện cho nhân dân, vậy hai người đó cũng không thể đại diện cho tất cả những người đang tự nhận mình là cờ đỏ hay là các nhóm cờ đỏ được. Nhưng nó lại lấp liếm, nó cho rằng đây là đạo đức của các nhóm cờ đỏ, của những con người cờ đỏ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng đây là một sự lấp liếm. Nó lấy cá nhân của người này đánh giá cho cả cái tổ chức đó, nhưng nó lại bôi bác ở góc độ rằng là lại không thể đại diện cho nhân dân. Người này đại diện cho cờ đỏ nhưng lại không thể đại diện cho nhân dân. Ở đây là một cái điều mà tôi cho rằng đây là sự lấp liếm có chủ ý, mà chủ yếu của nó là muốn đánh phá các nhóm cờ đỏ. Hiện tại các nhóm cờ đỏ trong cả nước đấu tranh chống các cái luận điệu xuyên tạc, chỉ với cái mong muốn đó là vạch mặt các cái đối tượng phản động đang lợi dụng tôn giáo, các đối tượng phản động bị đảng và nhà nước tước đi những quyền lợi do vi phạm kỷ luật, do bất mãn về vấn đề này nọ đó, thì và những cái đối tượng hưởng lợi từ cái việc chống cộng. Có nghĩa rằng là các nhóm cờ đỏ đã làm tốt nhiệm vụ và vai trò của mình. Như vậy thì những cái đối tượng chống lại các nhóm cờ đỏ chỉ có thể khẳng định đó là các đối tượng là đồng minh của các cái nhóm chống cộng hải ngoại. Ở đây chúng ta thấy rằng là trong các đối tượng trong thời gian gần đây có một cái kênh tên là kênh VHK. Kênh VHK là một kênh truyền thông được thành lập tại Úc.
mà Úc Châu là một cái địa nơi là một cái địa phương ở có nhiều người Việt sinh sống và nhiều đối tượng chống cộng cực đoan đang ở đó. Và cũng chính các cái đối tượng mà trong các kênh VHK này trong suốt thời gian qua đã làm sóng gió và làm phân hóa rất nhiều đối với các nhóm cờ đỏ. Ví dụ như trong nhóm này, ban quản trị của cái nhóm này đã từng tung tiền về để chen vào các cái đối những cái người hay có những phản biện xã hội, những cái phản bác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc để mà phân hóa, để mà mua chuộc, để mà họ lệ thuộc vào đồng tiền. Người ta nói là lệ thuộc về kinh tế, là lệ thuộc về tư tưởng. Và những ai đã từng nhận tiền thì rất khó để có thể quay trở lại một cách bình thường. Do vậy cho nên là chúng ta nhìn rất rõ những con người ở trong cái kênh VHK đó, nó là một đối tượng mà chúng ta có thể khẳng định được rằng đó là một cái kênh chống cộng. Bởi vì nó được thành lập tại Úc, nơi nhiều đối tượng chống cộng cực đoan ở đó. Mà bên cạnh đó thì các đối tượng bên trong cái kênh đó lại từng có những hoạt động làm náo loạn cái phong trào quần chúng yêu nước tự phát ở Việt Nam ta hiện tại. Đấy, rõ ràng chúng ta thấy được rằng là các cái những cái người ví dụ như là các bạn, một hai bạn cờ đỏ có những phát ngôn chưa tốt thì đó cũng không thể là bản chất của các nhóm cờ đỏ, nhưng nó đã đánh giá rằng đó là bản chất của các nhóm cờ đỏ. Cái điều mà thứ hai nữa là chúng ta thấy rất rõ đó chính là cái việc sử dụng cụm từ là phải tuân thủ luật pháp của các nhóm, của các cái đối tượng chống cộng. Ví dụ như nó nói rằng là nếu linh mục Nguyễn Duy Tân vi phạm pháp luật thì hãy để cho nhà nước Việt Nam đấu tranh, cho những người Việt Nam xử lý, chứ các bạn không được xử lý. Chúng ta thấy một cái điều mà rất rõ ràng cho tới giờ phút này, đó là luận điệu đó là luận điệu ru ngủ. Đó là một luận điệu ru ngủ, bởi nếu nói như thế thì nhân dân không cần phải làm gì cả, không cần phải nói gì cả. Các bạn thấy đấy, ở thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương rất hay kẹt xe. Nhưng mà mỗi lần kẹt xe như thế thì tôi thấy có một điều rất hay, đó là những cái người dân ở tại địa phương đó họ đã tự giải quyết vấn đề rất tốt. Đó là ngay cả việc leo lên lề để mà chạy, hay là một số người lại đứng ra điều tiết giao thông thay cho cảnh sát giao thông. Và chính những việc làm đó đã giúp cho chính quyền rất tốt, làm cho cái việc giải tỏa những áp tắc cục bộ ở tại mỗi một nơi như thế rất tốt. Đó là cái phong trào quần chúng bảo vệ nên tổ quốc. Chúng ta thấy nhà nước Việt Nam cũng như ngành công an, mặt trận tổ quốc đã có cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đoàn kết với nhau, nhân dân cùng với nhà nước để đấu tranh với các loại tội phạm. Thì chúng ta thấy tội phạm ở đâu, chúng ta hiện tại chúng ta thấy tội phạm từ trong những người dân thiếu ý thức chấp hành luật pháp mà ra. Chính vì vậy cho nên là việc phát giác, phát hiện tội phạm và trấn áp tội phạm cùng với cơ quan chức năng để thực hiện các cái việc đó, đó là cái việc vô cùng hữu ích đối với cơ quan chức năng. Người ta nói là dân là nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một khi nhân dân đã ủng hộ đảng và nhà nước, ủng hộ chính quyền, ủng hộ ngành công an đấu tranh với các loại tội phạm, chính là điều kiện để giúp cho con thuyền Việt Nam này phát triển hơn và các loại tội phạm kéo giảm đi. Nhân dân đã ủng hộ chính quyền đấu tranh với Nguyễn Duy Tân. Nguyễn Duy Tân nó có chống đảng nhà nước không? Có. Nó đòi lật đổ đảng nhà nước, nó đòi trưng cầu dân ý, đòi lật đổ chính quyền ta. Nguyễn Duy Tân có bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh không? Có. Nguyễn Duy Tân có xem cái Nguyễn Duy Tân đã tuyên truyền ở tòa giảng trong nhà thờ rằng ngày 30 tháng 4 là ngày mất nước. Hắn ta cho rằng nước của hắn ta chính là Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Duy Tân có xấu không? Chính quyền có bực bội không? Có. Như vậy thì quần chúng nhân dân chúng ta có tai có mắt mà chúng ta lại không biết thể hiện. Chúng ta không có một cái tâm tư nào cả, không nói lên tiếng nói của mình. Thì rõ ràng rằng chúng ta quá thờ ơ. Chúng ta thấy rằng nghị quyết Trung ương 4 của đảng đã nói một số cán bộ đảng viên đã thờ ơ với chính trị. Như vậy thì một quốc gia mà cán bộ đảng viên thờ ơ với chính trị thì sẽ rất tệ hại, và đó là cái nguy cơ của cái nền chính trị đi xuống. Do đó cho nên cái ý thức chính trị của mỗi người dân, và nhất là mỗi người dân chúng ta đều có quyền lợi chính trị ngang nhau, thì chúng ta phải nói lên tiếng nói về quyền lợi chính trị của mình.
Ví dụ như chúng tôi đến giáo xứ Họ Hà để bày tỏ quan điểm chính trị của mình và nói với ông Duy Tân rằng ông đã sai. Có thể trong hoạt động đó chúng tôi đã có những sai lầm, ví dụ như có những đối tượng đi theo chúng tôi mà chúng tôi không giám sát được, không quản lý được, bởi chúng tôi là những người tự phát, chúng tôi không được quản lý, chúng tôi cũng không được tổ chức. Do đó cho nên là mỗi người đều làm theo ý của mình. Do vậy cho nên nó xảy ra những cái cảnh náo loạn như thế ở Thọ Hòa trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên chúng tôi sai, chúng tôi chấp nhận, chấp hành luật pháp. Thế thì bây giờ các bạn thấy Nguyễn Duy Tân vẫn chưa bị xử lý, các bạn có bức xúc không? Nếu các bạn không cảm thấy bức xúc như vậy, các bạn là đồng lõa với Nguyễn Duy Tân hay sao? Những bạn trong thời gian vừa qua có đồng lõa với Nguyễn Duy Tân hay không mà bảo chúng tôi không được đến giáo xứ Thọ Hòa, và thậm chí là một số bạn gọi là người công giáo nha, để hay thách thức chúng tôi đến giáo xứ Thọ Hòa lần nữa để làm gì? Tôi thấy rằng là giá trị đạo đức của một người có tôn giáo đó là sự khiêm nhường, đó là sự nhường nhịn. Nhưng ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng là các đối tượng phản động, các đối tượng được tập hợp ở tại giáo xứ Thọ Hòa, và nhất là một cái đối tượng phản động ở nước ngoài, ở hải ngoại, nó đã nói rằng là Thọ Hòa là cái nơi ươm mầm cho các đối tượng phản động. Cho nên là nhân dân, những cái người chống cộng phải bảo vệ cái nơi đó, dùng truyền thông để bảo vệ cái giáo xứ Thọ Hòa đó để nuôi dưỡng các đối tượng thành phần chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì chúng ta rõ ràng, chúng ta xác nhận được ở dưới cái sự điều hành giáo xứ của linh mục Nguyễn Duy Tân, nó đã biến giáo xứ Thọ Hòa thành một ổ nhóm chính trị chứ không còn là một giáo xứ nơi thờ tự Thiên Chúa nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Và vì chúng ta tham gia đấu tranh với các đối tượng đó, với những cái nơi lợi dụng tôn giáo để làm chính trị, với mưu đồ mục đích chính trị cá nhân như thế, đó là cái việc cần làm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đánh giá, lấy cái cá biệt để đánh giá cái bản chất, ví dụ như là chúng ta lấy cái xấu xa của Nguyễn Duy Tân là một cá biệt để đánh giá giáo hội Công giáo cũng xấu như thế, như thế thì rõ ràng nhân dân Việt Nam nên tổ chức đẩy đuổi giáo hội Công giáo Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta cứ lấy cá nhân, lấy một sự cá biệt nào đó của một linh mục mà chúng ta đánh giá toàn thể các linh mục cũng thế, toàn thể giáo hội cũng thế, vậy thì nhân dân chúng ta tốt nhất là nên mời giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam rời khỏi đất nước Việt Nam, bởi chúng ta cần một tôn giáo để phục vụ cho cái nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, chứ chúng ta không cần một cái tôn giáo hoạt động chính trị ở tại Việt Nam. Rõ ràng là chúng ta đâu cần một đảng chính trị nào nữa, chúng ta đã có Đảng Cộng sản Việt Nam để định hướng đường lối phát triển đất nước, để chúng ta không phải nhập nhằng, để chúng ta không phải đi tìm kiếm một đường lối chính trị nào khác nữa, bởi chúng ta đã quá đau khổ trong suốt hàng ngàn năm để tìm cho mình một con đường, để một đường chính trị để đưa đất nước tiến lên. Chúng ta thấy vào thời phong kiến chúng ta đã đau khổ thế nào trong suốt cái thời phong kiến hàng ngàn năm như thế. Chúng ta thấy trong thời đô hộ của thực dân Pháp chúng ta đau khổ thế nào, trong thời của phát xít Nhật chúng ta đã khổ cực như thế nào, đã thân phận chúng ta đã mọn hèn đến thế nào, và đến thời đế quốc Mỹ chúng ta lại thấy chúng ta tệ hại như thế nào. Có thể nói là ở miền Nam một số người rất là giàu có, được quyền lực quyền lợi do hoạt động chính trị, do hoạt động là phục vụ cho đế quốc, đánh thuê cho Mỹ, cho nên là những người đó được hưởng lợi, được giàu có thể thấy được rằng những cái người giàu có họ ở gần nhau, thế cho nên là những khu vực mà người giàu có ở gần nhau nó sung túc lắm. Nhìn thế nhưng hãy bước chân ra khỏi Sài Gòn trong thời điểm đó, ta thấy nghèo khó, nghèo khổ. Phá áp chiến lược cũng từ đâu? Các cuộc biểu tình chống lại chính quyền cũng từ đâu? Từ dân mà ra. Các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Sài Gòn, chống lại chế độ ngụy quyền Sài Gòn, do đó chống ngụy quyền Sài Gòn cũng chính là từ xây dân Sài Gòn mà ra. Thế thì cộng sản ẩn nấp ở đâu? Ẩn nấp trong nhà dân chứ đâu. Thế chúng ta thấy nếu nhân dân không ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm cách mạng và đấu tranh chống lại đế quốc? Và nếu thế thì đất nước này vẫn còn chia cắt giống như Nam Triều Bắc Triều. Hơn 50 năm rồi mà Nam Bắc Triều Tiên vẫn là một quốc gia đang có chiến tranh. Thế thì nếu như không có sự thống nhất đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy được đất nước chúng ta Nam Bắc vẫn chửi nhau hàng ngày. Và nhất là nó đau khổ hơn nữa, đó là miền Nam thì Bắc lo chửi miền Bắc, Bắc lo chửi miền Nam, thì bằng tiếng Việt với nhau cả. Tôi nhắc lại các bạn là vào năm 1979 trở đi, sau khi Trung Quốc nó thảm bại ở tại Việt Nam, nó phát loa chửi người Việt Nam chúng ta tại biên giới, nó phát bằng tiếng Việt.
đến cái giai đoạn chúng ta cũng phát lo chửi, ngược lại nó chúng ta phát lo, chúng ta chửi nó bằng tiếng Tàu. Như thế nó đều mang ý thức, đó chính là ý thức tự hào, tự tôn dân tộc. Rất tốt. Nhưng nếu chúng ta dùng tiếng Việt để chửi nhau thì đó là một sự chia rẽ và đau đớn nhất cho dân tộc chúng ta. Việc chúng ta thống nhất đất nước như ngày hôm nay với bao nhiêu máu xương đã đổ xuống của cha ông, và việc gìn giữ cho nền hòa bình này, sự thống nhất này được trọn vẹn, đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Vì vậy cho nên là xây dựng xã hội đó chính là thượng tôn pháp luật. Nhưng chúng ta nhớ rằng là người Việt Nam chúng ta, hãy dòm lại xem, rất là giỏi lách luật. Khi bị cảnh sát giao thông hỏi lại ai là người đưa tiền trước, ai là người năn nỉ, tôi khẳng định với bạn 100% là các bạn bị cảnh sát giao thông thổi lại xong thì người đầu tiên mở miệng xin tha chính là các bạn, và người đầu tiên mở bóp đưa tiền năn nỉ người ta lấy cũng chính là các bạn. Chính các bạn làm thoái hóa hư người ta, dân gian người ta cảm thấy rằng đây là một món lợi, và chính vì vậy người ta đã hư, ta đã hư hỏng. Do đó cho nên ở đây cái bản chất người Việt chúng ta đó là sự linh hoạt. Trong cái điều kiện khó khăn thì tất cả mọi nguồn thu, tất cả mọi thứ có thể làm lợi cho bản thân, đó chính là cái mục đích của người Việt chúng ta. Ngay cả việc khi ta tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam là chúng ta nói rằng ta sẽ không tham ô, chỉ là phục vụ nhân dân, không tham ô, tham nhũng, không gì cả. Đó là những lời hứa trung thành với Đảng, với nhà nước để phục vụ nhân dân. Nhưng khi đứng trước cái lợi thì mọi người lại phụ thuộc vào cái tu dưỡng đạo đức, cái trình độ tu dưỡng đạo đức của bản thân mọi người. Do đó cho nên chúng ta không thể nào mà nói là cán bộ đảng viên một người sai thì tất cả đều sai. Chúng ta vẫn thấy có những người rất tốt. Các bạn cứ ra rã khen ông Nguyễn Bá Thanh. Thế ông Nguyễn Bá Thanh cũng là đảng viên Cộng sản vậy. Nhưng các bạn lại chửi toàn bộ Cộng sản, bản chất từ Cộng sản là xấu xa. Cũng chính các bạn tự nhổ ra rồi tự liếm lại. Các bạn cho rằng là nhà nước Việt Nam chúng ta phải vận hành theo cơ chế của tư bản mới phát triển được. Thế nhưng khi đưa BOT vào, vận hành theo cơ chế quản lý thị trường để mà quản lý theo cái cơ chế tư bản, thì chính các bạn là những người phản đối BOT. Rõ ràng ở các nước nó đều có BOT, và đây là cái quy trình, một cách làm rất tuyệt vời của các nước phương Tây. Thế các bạn lại bảo rằng là các bạn cần người ta tuân thủ luật pháp. Nhưng chính các bạn bây giờ không, các bạn có tuân thủ luật pháp chưa? Hiện tại chúng ta thấy là các bạn cứ tối ngày các bạn lên mạng xã hội, và các bạn cho rằng là đây là cái việc đấu ở trên mạng thôi, không có gì không quan trọng đâu. Nhưng tôi nói các bạn, được kẻ địch nó đã lợi dụng internet để tuyên truyền, để xuyên tạc các đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, và cái hậu quả của nó đã rất rõ. Nhiều người đã không hiểu biết, là do trình độ nhận thức, do thế này thế khác, đã mắc mưu của nó, và như thế là cho cái tư tưởng chống đối chính quyền hình thành trong cái con người đó. Và chính cái việc đó đã làm cho xã hội chúng ta rối ren ở một bộ phận nào đó trong nhân dân. Ở đâu đó trong các quán cà phê chúng ta vẫn nghe có một nhóm người luôn luôn chửi đảng chửi nhà nước. Thế thì cái việc chửi đảng chửi nhà nước mà những người đó họ nói, đó có phải là tự do ngôn luận không? Họ rất tự do ngôn luận. Và nhất là các bạn thấy đó, tất cả những thông tin mà các bạn có được để các bạn chửi đảng nhà nước cũng chính từ các tờ báo đảng. Hơn 700 tờ báo ở Việt Nam, từ báo điện tử, báo hình, báo nói, báo viết. Mà nếu như hơn 700 tờ báo đó nó không đưa thông tin cho các bạn, lấy đâu các bạn có thông tin rằng ông này tham nhũng, ông kia tham ô để các bạn chửi? Thế thì cái quyết tâm của đảng và nhà nước chính là cái quyết tâm muốn xóa bỏ đi cái tham nhũng, cái tham ô đó, và nó được thể hiện thông qua cái ý chí nguyện vọng của các tờ báo đó. Do đó cho nên nếu ai nói rằng là không có tự do ngôn luận, là giấu giếm bao che, các bạn lại biết giấu giếm bao che làm sao các bạn biết? Một số người nói thánh nói tướng rất giỏi, có nghĩa là lên mạng xã hội nói là ôi Cộng sản Việt Nam thế này thế nọ. Nhưng mà tôi coi lại thì bạn ấy đang ở bên Úc. Tối qua tôi có xem một cái gọi là live stream của một người tên là Henry Bang. Người này có một cái quan điểm đó là không cần phải có hiến pháp. Có nghĩa là ông ấy sống ở Úc mấy mươi năm nay rồi, không biết tới cái hiến pháp nước Úc là gì. Tôi đặt vấn đề, một là anh này không biết chữ, không thể đọc được hiến pháp của nước Úc. Tất cả mọi quốc gia đều có hiến pháp.
và luật lệ mới làm nên cái trật tự cho đất nước đó. Và chính vì điều đó cho nên anh ta, nếu anh ta không hề đọc hiến pháp mà anh ta vẫn răm rắp làm theo, có nghĩa là anh ta được giáo dục, được xã hội giáo dục, biết được rằng cảnh sát giao thông mà thổi lại là hai tay phải để trên vô lăng, không được móc điện thoại ra dí vô mặt giống cảnh sát như ở Việt Nam là hỏi tao gọi gì đâu. Đó chính là cái vấn đề mà anh được giáo dục như những con robot. Và cái việc giáo dục đó nó được thể hiện, đó là kỹ năng sống của anh. Bởi nếu anh không thực hiện theo nó là anh chết. Bởi chỉ cần anh thò tay vô, anh móc điện thoại ra, nó tưởng anh móc cái vũ khí ra, nó bắn anh trước. Thế thì ở Việt Nam nổ một phát súng phải báo cáo. Thế bản chất của việc của Cộng sản Việt Nam là gì? Đó là sự nhân đạo, nhân văn. Các bạn thấy đây, nếu Cộng sản Việt Nam cho phép cảnh sát Việt Nam trấn áp các loại tội phạm thì họ có quyền nghi ngờ ai là tội phạm mà họ nổ súng bắn ra. Trong một trường hợp chúng ta có thể nói thế này, vì các bạn cho rằng phải tuân thủ luật pháp, thì tôi vẫn nói với các bạn, trong cái việc giết người nó có cái ngộ sát. Ví dụ như tôi ra đường, tôi thấy một cái anh đó bị tâm thần, anh đang cầm dao dí vật ai đó, và nếu như để tiêu diệt cái anh đó để cứu những người khác thì so sánh những cái giá trị lớn hơn thì người ta chấp nhận việc giết anh kia vô tội. Cũng vậy, so sánh cái việc cái an toàn của cộng đồng với cái an toàn của bản thân mình, so sánh với an toàn cộng đồng và cái anh kia, thì người ta sẽ bảo vệ cộng đồng. Ở Việt Nam hướng về cộng đồng là trên hết. Vì vậy cho nên là mới có câu là thiểu số phục tùng đa số. Luật lệ chúng ta đều có cái tỷ lệ, ví dụ như là khi bỏ phiếu ở Quốc hội đưa ra một cái thông qua một dự án luật thì luôn luôn đâu bao giờ được 100% các cái dự luật đưa ra được 100% đâu. Tất cả đều là 7 mấy%, 8 mấy%, 9 mấy%. Nhưng tất cả những cái đó nó thể hiện dân chủ, và nó cũng thể hiện đó là số đông cần được bảo vệ. Do đó cho nên là cái việc mọi người đấu tranh trên mạng xã hội và có những cái hoạt động, ví dụ như là có người miệt thị rằng là cái việc đến giáo xứ Thọ Hòa ngày 4 tháng 9 này, hay là cái việc trấn áp các loại tội phạm của trong thời gian vừa qua, trong năm 2017 của các nhóm cờ đỏ này, thì họ cho rằng, họ miệt thị rằng các hoạt động đó là vi phạm pháp luật, thì không thể gọi là thì không thể gọi cái đó là phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được. Đang tâm chính quyền thấy rất rõ ràng thằng kia là tội phạm, và nhân dân đã bắt tội phạm giao cho họ. Nguyễn Duy Tân nó đã cấu thành rất nhiều loại tội phạm, nhưng tại sao chính quyền không xử lý nó? Tất cả chúng ta đều thấy rất rõ ràng là Nguyễn Duy Tân có một cái ô dù khá lớn, đó là tôn giáo. Mà cái Việt Nam chúng ta bị vướng mắc chính là tôn giáo. Nó luôn đánh giá Việt Nam chúng ta là vô thần. Sắc chỉ Divini Repertoris của giáo hoàng Leo 11 ban hành vào năm 1937 đã đưa chế độ cộng sản làm ma quỷ, và tới ngày hôm nay sắc chỉ đó vẫn còn nguyên giá trị, bởi chưa có vị giáo hoàng nào phản bác lại sắc chỉ đó. Và nhất là giáo hội Công giáo có một cái điều, có một cái quy tắc, đó là cái ơn giáo hoàng, có một cái ơn rất đặc biệt, đó là ơn bất khả ngộ, nghĩa là không thể sai lầm. Chính vì vậy cho nên nếu như cái sắc chỉ trước đây của vị giáo hoàng trước đây mà bị vị giáo hoàng sau này cho là sai lầm, thì chính vị giáo hoàng sau này cũng không thể chắc chắn rằng điều nào ông ta nói cũng đúng hết. Vì điều đó cho nên rằng việc giữ gìn toàn vẹn cái sắc chỉ kia, hay là thực hiện cái sắc chỉ Divini Repertoris cho rằng cộng sản là vô thần, cộng sản là ma quỷ, cần phải chống lại, thì chính là những cái điều đó làm cho người Công giáo bị rối đi giữa cái tinh thần dân tộc. Ví dụ như là người Công giáo tự nhiên bây giờ không thể theo chế độ cộng sản được bởi sắc chỉ đó, cũng không thể ủng hộ chế độ cộng sản được cũng bởi sắc chỉ đó, mà đang sống ở một chế độ cộng sản như thế này mà không ủng hộ lại chân mà buộc phải chống lại. Như vậy có nghĩa rằng chính người Công giáo mới chính là cái nguyên do của tất cả các cuộc nổi loạn, bạo loạn trong nước trong suốt thời gian qua. Nếu không phải, các bạn dòm xem tất cả các cuộc rối loạn trong xã hội trong suốt thời gian qua, từ việc chiếm ủy ban huyện Lộc Hà, ném đá vào lực lượng chức năng, rồi lấn chiếm đất công để xây nhà thờ, lấn chiếm đất công để mưu lợi riêng, cũng từ xuất phát từ các linh mục mà ra, từ các giáo dân mà ra, hay việc giáo dân lợi dụng cái số đông để kích động
người không có đạo với người có đạo, hai bên đánh nhau, cũng chính từ giáo hội Công giáo mà ra. Chúng ta thấy cho tới giờ này chúng ta đang rất chờ đợi và mong mỏi chờ đợi tiếng nói của giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam, hay cao hơn chính là giáo hội Công giáo Roma, về tất cả những cái sự việc mà các linh mục phá rối an ninh trật tự trong nước như hiện tại. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải có cái tâm tư, và chúng ta cần phải nói lên tiếng nói của mình. Các bạn nói các bạn yêu nước, nhưng các bạn cứ miệt thị. Các bạn nói các bạn yêu nước, nhưng các bạn miệt thị, và các bạn không hề đấu tranh gì cả. Các bạn miệt thị những cái người đấu tranh khác, thì các bạn rõ ràng theo nguyên tắc bạn của kẻ thù là kẻ thù. Làm sao những người cờ đỏ họ giờ thấy gì? Những người cờ đỏ giờ thấy những cái kẻ chống cộng và bạn bè của nó, thì dĩ nhiên tất cả những kẻ chống cộng và bạn bè của nó là đối tượng để các nhóm cờ đỏ, các thành viên của các nhóm cờ đỏ đấu tranh. Đó là điều đương nhiên. Điều thứ hai nữa là tôi lúc nãy tôi có nói là cái văn hóa người Việt chúng ta đó, đó là cái người Việt chúng ta là những người rất là linh hoạt và linh động. Và chúng ta luật lệ đối với chúng ta là không có là cái gì đâu. Chúng ta nói thẳng ra người Việt chúng ta bon chen trong cuộc sống này, rất là bon chen. Miễn sao sống tốt là được. Có người á, vì tiền mà bỏ luôn cả cái đạo đức. Ví dụ như có người vì tiền, vì cuộc sống mà không màng tới cái đạo đức cá nhân. Có thể làm tay sai cho ngoại bang. Có thể có người này vì một số lợi ích cụ thể mà bán bỏ bạn bè, chở bạn bè đem đi bán. Có những người như thế. Và chúng ta thấy rằng nếu mà có những người như thế, thế thì chúng ta cần phải đấu tranh. Nếu không đấu tranh làm sao phát triển? Bởi ta nói đấu tranh là phát triển. Không? Đó là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay, đó là chúng ta không thể lấy cái cá biệt của một người nào đó, của một nhóm người nào đó để đánh giá cái bản chất của chế độ, đánh giá bản chất của tổ chức, đánh giá bản chất của xã hội. Bởi vì chúng ta đang sống xã hội này, các bạn sống thế nào, các bạn sống rất tốt. Tôi thấy các bạn chửi ra rã, nhưng khi dòm lại cơ ngơi các bạn thì các bạn là những người sung sướng nhất, giàu có nhất, ngon lành nhất. Các bạn đều là những người tuyệt vời. Thế thì các bạn chống đối ở đây chỉ là cái sự ích kỷ cá nhân. Nếu mọi người đã ở hải ngoại đã sống tốt rồi thì hãy sống tốt. Và nếu có thể giúp đỡ cho người dân trong nước cái gì thì hãy giúp đỡ. Còn chỉ mong muốn phá hoại thì đó sẽ là cái đối tượng để chúng tôi đấu tranh. Chúng tôi không khoan nhượng đối với các đối tượng như thế. Buổi hôm nay xin cảm ơn các bạn đã nghe tôi trao đổi nãy giờ. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cái nhóm cờ đỏ được hình thành từ lòng yêu nước các bạn, từ sự tự giác và thực hiện cái nghĩa vụ công dân, đó là đấu tranh chống các loại tội phạm cùng với chính quyền để giữ gìn an ninh trật tự của đất nước, của địa phương chúng ta. Và nhất là trên không gian mạng, biết sử dụng Facebook, biết sử dụng mạng xã hội thì hãy góp lên tiếng nói của mình với các cái đối tượng phản động lợi dụng mạng xã hội để phá hoại đất nước chúng ta. Đó là cái điều là các bạn thể hiện rất tốt cái vai trò vị trí của mình. Còn những cái đối tượng mình lợi dụng cái việc mà các hội nhóm lợi dụng mạng xã hội để trục lợi thì hiện nay ai là ai chúng ta đã thấy rồi. Đối tượng nào phân hóa làm rối loạn các nhóm cờ đỏ chúng ta đã biết rồi. Thế thì tôi chắc chắn các bạn rằng, và tôi có thông tin với các bạn, đó là các đối tượng đó cũng đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh rồi. Chúng ta đấu tranh vạch mặt nó ở mạng xã hội này để cơ quan an ninh có cơ sở điều tra. Lần nữa nói với các bạn, đó là nước có thể dân thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chính vì vậy nên người dân chúng ta ủng hộ đảng nhà nước chính là chúng ta đang cố gắng xây dựng đất nước. Ủng hộ ngành công an đấu tranh với các loại tội phạm chính là chúng ta đang xây dựng đất nước, để chúng ta bảo vệ cái nền an ninh trật tự, cái sự an toàn của chính bản thân chúng ta, gia đình chúng ta và xã hội chúng ta. Thì đó là cái điều đúng cần phải làm và nên làm. Và nếu càng nhiều bạn làm thì chúng ta càng sức mạnh chúng ta ngày càng lớn, và chúng ta sẽ giúp cho xã hội nhiều hơn. Và những ai mà cứ khuyên người khác đừng đấu tranh nữa, khuyên người khác thôi đi để công an làm, thì đó là những kẻ chỉ biết cái tổ cò của mình thôi, chứ chẳng biết tổ quốc là gì đâu. Thế chúng ta tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với một chủ đề khác. Hôm nay chúng ta tạm kết thúc tại đây. Chào các bạn.